Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn. Chương 3001. Đường Tuấn chỉ có thể cười khổ. Lúc này, ở một chỗ khác của Chu Tước Hoàng Cung, Thần Đế và Ly Thanh Trần cũng đang nhìn chăm chú nhìn mọi chuyện ở nơi này. Sau khi nhìn thấy cảnh này Thần Đế nhíu mày, nói, không thể tưởng được, lúc trước núi Vạn Thần sinh ra thần thánh lại trở thành truyền nhân của thần quân, hơn nữa tiến cảnh nhanh như vậy, còn ngưng luyện thể giới nhỏ. Trận chiến này, sợ là bác sĩ Đường sẽ thua. Ly Thanh Trần nói, Phụ Hoàng, bác sĩ Đường giết chết Hổ Tửu ở trong Vạn Tiên Hội, hơn nữa anh ấy còn có pháp môn ngưng luyện thế giới nhỏ, thực lực sẽ không thua kém Khương Thuần. Thần Đế thở dài, nói, anh còn chưa thấy rõ sao. Về thiên phú, có lẽ bác sĩ Đường mạnh hơn Khương Thuần một chút, khoảng cách về y thuật lại càng xa. Nhưng hai vị khí linh đang khi dễ bác sĩ Đường cảnh giới thấp, không có thiên phú, không có tiến bộ, biến thành thực lực. Nếu thiên phú mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Về thực lực, Khương Thuần ngưng luyện ra thế giới nhỏ, mạnh hơn Hổ Tửu nhiều. Ly Thanh Trần nắm chặt nắm tay. Khi hai người nói chuyện, Đường Tuấn và Khương Thuần đã đứng ở hai đầu quảng trường, nhìn nhau từ xa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khương Thuần cười, ha ha, nói Tiểu Đường, đợi lát nữa nếu tôi không cẩn thận đánh anh cũng không được ghi thù. Đường Tuấn cười nói, nếu cậu có thể làm được như vậy, tôi cũng rất vui. Khương Thuần ngạo nghễ nói, Tiểu Đường, vậy anh đã xem kỹ, trong khoảng thời gian này thực lực của tôi tăng trưởng rất nhanh, ngay cả tôi cũng không khống chế được. Dứt lời, anh ta bắt lấy kinh thiên côn sau lưng, nhảy lên, tức giận bổ một gậy xuống Đường Tuấn, giận dữ quát, Đại Thánh Đoạn Giang. Đường Tuấn bị khí thế của Khương Thuần và kinh thiên côn bao phủ, thế nhưng không cách nào tránh thoát. Anh nhướng mày, từ bỏ ý định tránh né, bàn tay hướng về phía trước. Anh có thể bắt được một chiêu này của Khương Thuần. Khương Thuần giật mình, động tác chậm lại. Anh ta bộc phát ra hỏa diễm từ trên người kinh thiên côn, mặt đất cung điện phía dưới bị nhiệt độ cao thiêu từng chút dẫn đến hòa tan. Tiểu Đường, anh xong rồi. Khương Thuần cười to nói. Trong nháy mắt ngọn lửa tràn ngập không gian, nuốt chửng thân hình Đường Tuấn. Phụ Hoàng. Ly Thanh Trần khẩn trương nhìn Thần Đế. Thần Đế lạnh nhạt nói, chiêu này không làm gì được bác sĩ Đường đâu, anh ấy có hoa tự thần văn, có thể khắc chế hỏa diễm thần thông. Nhưng anh ấy thật sự khinh địch, không nên trực tiếp đón nhận chiêu này. Trên mặt hai khí linh lộ ra ý cười, đây chính là kết quả họ muốn. Họ nhìn Chu Tước Thần Quân, lại phát hiện sắc mặt Chu Tước Thần Quân rất bình tĩnh, thậm chí còn mang theo ý cười. Trong khi ngọn lửa đang cháy lớn, bên trong truyền ra từng tiếng nổ trầm thấp. Chương 3002. Giọng của Khương Thuần vang lên, ôi, Tiểu Đường, anh thật quá đáng. Đau chết tôi rồi, Tiểu Đường, anh ra tay nhẹ một chút. Nghe thấy câu này của Khương Thuần, ý cười trên mặt hai khí linh đột nhiên biến mất, ánh mắt hiện rõ vẻ không thể tin được. Qua 10 hô hấp, ngọn lửa mới tản đi, lộ ra cảnh tượng bên trong. Chỉ thấy Đường Tuấn vẫn đứng ở đó, góc áo cũng không bị thiêu hủy. Nhưng gã Khương Thuần, tuy cũng đứng, nhưng mặt mũi lại bầm dập, như bị người ta đánh cho một trận. Vẻ mặt Khương Thuần oán hận nhìn Đường Tuấn, như trách anh không lưu tình. Trong lòng Đường Tuấn lại rất thoải mái, tên này gọi anh là Tiểu Đường này, Tiểu Đường kia, đã khiến anh rất khó chịu. Bây giờ mới có cơ hội xả, làm sao anh có thể bỏ qua chứ? Sao chuyện này có thể xảy ra chứ? Hai khí linh không thể tin được nói. Thâm Lam chỉ vào Đường Tuấn, giận dữ nói, nhất định anh gian lận. Dùng bí bảo gì không thể nhìn thấy người. Đủ rồi, Chu Tước Thần Quân khẽ quát, Thâm Lam, anh thật sự làm ta quá thất vọng. Làm khí linh, tuân thủ mệnh lệnh của ta là trách nhiệm của các anh nhưng anh lại tự ý làm bậy. Hiện tại bày ra bộ dáng không chịu nổi này làm gì. Xem ra ta cần phải luyện chế hai cái khí linh thủ hộ tiên cung một lần nữa. Hai khí linh nghe vậy, run rẩy, cầu xin tha thứ nói, chủ nhân tha mạng, chúng tôi biết sai rồi. Khương Thuần thấy thế, cũng thở dài, liệu đây có phải ý nói, ngày tốt của anh ta cũng kết thúc rồi không? Ở trong Chu Tước Tiên Cung, tuy rằng thỉnh thoảng phải xem sắc mặt thối của hai khí linh, nhưng ít nhất không thiếu các loại tài nguyên tu luyện, có thể một lòng tu luyện, cho nên trong thời gian ngắn như vậy, anh ta mới có thể tăng lên cảnh giới như bây giờ. Nhưng một khi anh không có thân phận truyền nhân của Chu Tước Thần Quân nữa, vậy loại đãi ngộ này sẽ không còn. Ngón tay Chu Tước Thần Quân bắn ra, hai ánh quang mang chìm vào trong cơ thể hai khí linh. Khí tức cường đại của hai vị khí linh đột nhiên biến mất, chỉ còn lại có linh thể đơn giản.
ta sẽ phong ấn tu vi của các anh 100.000 năm, trong khoảng thời gian 100.000 năm, nếu như các anh có thể thay đổi hoàn toàn thì các anh vẫn là khí linh tiên cung. Còn nếu không ta sẽ luyện chế khí linh một lần nữa. Chu Tước Thần Quân trầm giọng nói. Hai khí linh vô cùng vui mừng, liên tục nói cảm ơn. Chu Tước Thần Quân nhìn Khương Thuần, Khương Thuần tự nhiên cảm thấy khẩn trương hẳn lên. Chu Tước Thần Quân nói, thiên phú của cậu không tệ, hơn nữa cũng phù hợp với công pháp của tôi, tiên cung vẫn sẽ do cậu truyền thừa. Hãy tu luyện thật tốt, sớm tu thành thần quân. Khương Thuần nghe vậy, vẻ mặt không thể tin được, ấp úng nói, tiểu đường kia thì sao? Chu Tước Thần Quân cười nói, cậu ấy không cần truyền thừa của tôi. Cậu ấy có con đường riêng của mình. Đường Tuấn có thể lĩnh ngộ ra hai loại y thuật nghịch thiên, điều đó cho thấy anh có thiên phú vô cùng mạnh trong y đạo. Con đường tương lai của anh sẽ chỉ mạnh hơn. Chương 3003. Nếu cứ bắt Đường Tuấn tiếp nhận truyền thừa của ông ta, ngược lại sẽ hạn chế Đường Tuấn. Vẻ mặt của hai người Thần Đế và Ly Thanh Trần vô cùng khiếp sợ, cuối cùng Thần Đế thở dài thật sâu, nói chúng ta vẫn xem thường bác sĩ Đường. Xử trí xong chuyện Chu Tước Tiên Cung, trong cung điện lớn như vậy cũng chỉ còn lại hai người Đường Tuấn và Chu Tước Thần Quân. Chu Tước Thần Quân nói, sau này cậu có tính toán gì? Đường Tuấn suy nghĩ một lát rồi nói, tôi chuẩn bị đi tới địa tộc cổ hoang thú. Chu Tước Thần Quân thở dài, nói chuyện này tôi cũng có trách nhiệm, lúc trước, trận chiến kia tới quá vội vàng, có rất nhiều chuyện, tôi không thể sắp xếp tốt mà đã rời đi. Cậu đem thi thể của anh ta về cũng tốt, ít nhất thành toàn yêu cầu cuối cùng của anh ta. Năm đó tôi đại náo địa tộc cổ hoang thú, lần này tôi sẽ không đi cùng cậu nữa. Đây là bản đồ tới tộc địa cổ hoang thú. Ông ta chỉ điểm vào mi tâm Đường Tuấn, một tấm bản đồ đột nhiên xuất hiện trong đầu Đường Tuấn, chính là con đường đi tới địa tộc cổ thú hoang. Đường Tuấn bỗng nhiên hỏi, thần quân, tại sao ông lại trở thành tướng lĩnh của quân phản loạn? Chu Tước Thần Quân cười nói, năm đó tôi bị đuổi giết, cuối cùng chạy trốn đến lãnh địa của quân phản loạn, được một vị thần quân của họ cứu. Sau khi biết một vài chuyện ở đó, tôi đã tham gia với họ. Vẻ mặt ông ta đông lại nói tiếp, chắc cậu cũng phát hiện trên người họ có một vài điểm kỳ lạ phải không? Đường Tuấn khẽ gật đầu. Cho dù là loại binh khí có thể hấp thu pháp lực, hay là ma thần trong miệng quân phản loạn, đều khiến Đường Tuấn cảm thấy khó hiểu. Chu Tước Thần Quân nói, họ không phải chủng tộc trong vũ trụ của chúng ta, nhưng có chung kẻ thù với chúng ta, cho nên tôi mới hợp tác với họ. Tôi chỉ có thể nói cho cậu biết những chuyện này, những chuyện khác, chờ sau khi cậu trở thành thần quân, cũng có thể từ từ biết được. Đường Tuấn chấn động. Những tướng lĩnh của quân phản loạn lại không phải chủng tộc thuộc vũ trụ của họ, vậy những người ấy đến từ đâu? Thêm nữa, tổ tiên nhà họ Đường của cậu cũng vì cái này mà chết. Cậu là hậu bối của nhà họ Đường nên phải gánh vác nhiều thứ hơn người khác. Chu Tước Thần Quân nói, cậu nhất định phải nhanh chóng tăng lên thực lực. Đến khi đạt tới động hư cảnh hậu kỳ, tôi sẽ dẫn cậu tới nơi tiến hóa rồng. Đến lúc đó, nói không chừng ngay lập tức có thể đạt tới cảnh giới thần quân. Đường Tuấn lại chấn động. Hai người lại nói rất nhiều chuyện, những giải thích của Chu Tước Thần Quân vượt xa Đường Tuấn, khiến Đường Tuấn cảm thấy bản thân đã có thu hoạch lớn. Sau khi nói xong, Chu Tước Thần Quân đi bế quan tu luyện. Lần này ông ta chiếm được tinh thần chi tâm, có lẽ có thể tiến thêm một bước tu vi. Chương 3004. Đường Tuấn hỏi tu vi của ông ta đạt tới trình độ nào, Chu Tước Thần Quân chỉ nói một câu, tôn giả bình thường không cách nào làm gì được tôi. Đường Tuấn vừa rời khỏi cung điện, Ly Thanh Trần đã tới tìm anh, vội vàng nói, bác sĩ Đường, Mộ Thanh đi rồi. Hình như tâm tình của cô ấy không tốt, anh có muốn tới đi Độc Cô Cung xem một chút không? Đường Tuấn do dự một lát rồi lắc đầu, nói, không cần. Anh sắp xếp cho tôi một nơi bế quan để tu luyện. Tôi muốn tu luyện vài ngày. Ly Thanh Trần muốn nói gì đó nhưng lại thôi, đành phải gật đầu đáp ứng đồng ý. Nửa tháng sau, Đường Tuấn thông qua truyền tống trận rời khỏi tinh vực Chu Tước. Tại thánh địa Độc Cô Cung ở tinh vực Chu Tước. Trưởng giáo Độc Cô Cung, ông lão Đan Thanh đứng ở bên ngoài phòng của Mộ Thanh, vẻ mặt có chút buồn bã nói, cậu chắc chắn Đường Tuấn đã rời khỏi tinh vực Chu Tước chứ. Học trò của Độc Cô Cung nói, khi nãy, chính thái tử điện hạ của thần triều tự mình truyền đến tin tức. Học trò nhìn cánh cửa phòng của Mộ Thanh đang đóng chặt, hỏi trưởng giáo, cho dù đại trưởng lão đến từ thiên khí chi địa, nhưng cũng không có quan hệ gì, tại sao chị Mộ Thanh lại phải để ý chuyện này? Ông lão Đan Thanh lắc đầu, nói, đây là khúc mắc của Mộ Thanh, chỉ có chính cô ấy mới có thể cởi bỏ, cho dù là thần bác sĩ cũng không có cách nào.
Trong cung điện, Mộ Thanh ngồi yên lặng ở một chỗ, nhưng ánh mắt cô ấy lại không ngừng rung động, trên mặt lặng lẽ rơi lệ. Nước mắt lưng tròng, cảnh tượng lần đầu tiên Đường Tuấn tiến vào cung điện này trôi qua trước mắt cô ấy. Cho đến bây giờ, Đường Tuấn vẫn là người đàn ông duy nhất tiến vào chỗ ở của cô ấy. Tí tách, nước mắt rơi trên mặt đất, giọng nói trong trẻo làm cho đủ loại cảnh tượng hiện ra trước mắt cũng đồng thời tiêu tan. Anh Dược, làm sao anh lại có thể đến từ thiên khí chi địa được chứ? Mộ Thanh khẽ cắn môi, thấp giọng lẩm bẩm nói. Ngay cả khó hiểu hơn nữa, thì những thứ này đều đã trở thành sự thật, chỉ là Mộ Thanh lại không cách nào tiếp nhận. Giờ phút này Đường Tuấn đã rời khỏi tinh vực Chu Tước, đi tới thiên hoang đại thế giới. Vũ trụ này có vô số vị diện thế giới, thiên hoang đại thế giới là một trong 3.000 thế giới lớn trong đó. Thiên hoang đại thế giới là tổ tiên của địa tộc cổ hoang thú. Đến nay địa tộc cổ hoang thú vẫn chưa có người tu hành cảnh giới thần quân xuất thế. Xếp dưới hạng trung bình trong 3.000 thế giới lớn, hơn nữa sức chiến đấu của thú hoang cổ đại rất phi phàm, một khi rời khỏi thiên hoang đại thế giới, thì rất dễ dàng bị bắt, cho nên gần như 8 phần thú hoang cổ đại đều ở trong thiên hoang đại thế giới. Chương 3005. Trong thiên hoang đại thế giới, ngoại trừ thú hoang cổ đại ra, còn có không ít bộ tộc khác. Nhưng so với thú hoang cổ đại, thực lực của những bộ tộc này kém hơn rất nhiều. Thú hoang cổ đại chỉ cần trưởng thành sẽ có thực lực động hư cảnh, huyết mạch này ở trong vũ trụ được coi là vô cùng mạnh mẽ. Vị trí của truyền tống trận được gọi là Thành La Phù, là một tòa truyền tống trận pháp duy nhất trong thiên hoang đại thế giới, nắm trong tay bộ tộc cổ hoang thủ. Dựa theo tin tức Hoang Cửu Hỏa cho tôi, ông ta thuộc dòng dõi thứ nhất. Hoang Cửu Hỏa chính là tên của thú hoang cổ đại trong thiên cung. Thú hoang cổ đại được chia làm 9 mạch, dựa theo thực lực chỉnh thể cao thấp để tiến hành xếp hạng, năm đó Hoang Cửu Hỏa chính là thiếu tộc trưởng có thực lực mạnh nhất của đệ nhất mạch. Đường Tuấn đang ngồi trong một tử lâu ở thành La Phù, trong lòng anh đang suy nghĩ về hành động kế tiếp, đồng thời cũng hỏi thăm một ít tin tức. Không nghĩ tới ban đầu đệ nhất mạch trải qua mấy vạn năm lại biến thành đệ cửu mắc. Ở thành La Phù nửa ngày, Đường Tuấn thu thập được không ít tin tức hữu dụng, trong đó có ích nhất chính là tin này. Tin tức này ở trong thiên hoang đại thế giới cũng không phải là bí mật gì. Năm đó Hoang Cửu Hỏa bị bắt, trở thành nỗi sỉ nhục của bộ tộc cổ hoang thú, còn 8 mạch khác liên danh thảo phạt, khiến cho uy tín của đệ nhất mạch đột nhiên giảm xuống, cuối cùng bị giáng xuống làm đệ cửu mạch, thậm chí thiếu chút nữa bị đá ra khỏi bộ quần cổ hoang thú. Hiện giờ thú hoang cổ đại đệ cửu mạch ở một nơi gọi là Đan Hà Cảnh, cách thành La Phù này không xa. Đường Tuấn ở lại thành La Phù thêm 2 ngày nữa, cũng không có được tin tức hữu dụng gì, nên lúc này anh chuẩn bị khởi hành đi Đan Hà Cảnh. Nhưng ngay sau đó, ai đó đã tìm thấy anh. Thiếu gia của chúng tôi muốn gặp anh. Đứng trước mặt Đường Tuấn là một ông cụ mặc áo xanh, hai tay cắm vào trong tay áo, mũi nhọn hoắt, làm cho người ta có một loại cảm giác u ám. Ông ta không phải là Câu Minh người dưới tay Hoang Vô Dục sao? Ông lão này vừa xuất hiện ở tử lâu, đã náo động hẳn lên, có người nhận ra thân phận của ông ta. Đường Tuấn nhíu mày, đối với cái tên Hoang Vô Dục này, hai ngày nay anh cũng từng nghe nói. Cứ cách một khoảng thời gian thú hoang cổ đại sẽ đổi ca canh giữ truyền tống trận, mà gần đây canh giữ truyền tống, chính là thiên tài Hoang Vô Dục của đệ tam mạch. Nhưng Đường Tuấn vừa mới tới thành La Phù này có 2 ngày, anh hoàn toàn không giao tiếp với Hoang Vô Dục, đối phương tìm anh để làm gì. Nhìn thấy Đường Tuấn do dự, khóe miệng ông ta nở ra một nụ cười, lạnh lùng nói, anh muốn từ chối lời mời của thiếu gia chúng tôi sao? Mọi người trong tử lâu nghe được những lời này, đều đồng loạt run rẩy. Câu Minh chính là người có thực lực mạnh nhất dưới tay Hoang Vô Dục, tu vi đạt tới động hư cảnh trung kỳ, hơn nữa còn xuất thân từ yêu tộc, thực lực khá là mạnh. Nhìn dáng dấp của Câu Minh, hiển nhiên không phải là chuyện tốt gì. Chương 3006. Mọi người không khỏi nhìn về Đường Tuấn với ánh mắt thương hại. Đi thôi. Ngay khi Câu Minh chuẩn bị ra tay, Đường Tuấn đã đứng lên. Câu Minh nhe răng cười, nhẹ giọng nói một câu, coi như anh thức thời, sau đó dẫn đường phía trước. Câu Minh mang theo Đường Tuấn đi tới một phủ đệ hoành tráng. Trong sân phủ đệ, hai người đàn ông trẻ tuổi đang uống rượu, xung quanh là một đám người hầu, những vẻ mặt của những người hầu này đều vô cùng cung kính. Thiếu gia, người đã đến. Câu Minh cung kính nói với một người đàn ông trẻ tuổi trong đó. Hoang Vô Dục khoát tay áo, Câu Minh lập tức lui sang một bên. Hoang Vô Dục lạnh lùng nhìn Đường Tuấn, nói, nhìn gương mặt anh rất xa lạ,
chắc hẳn vừa tới thành La Phù này không lâu. Hai ngày nay anh vẫn hỏi thăm tin tức của đệ cửu mạch chúng tôi, đến cùng là muốn làm gì? Cuối cùng anh là ai? Nói xong lời cuối cùng, một luồng khí thế từ trên người Hoang Vô Dục bộc phát ra, mạnh mẽ đè lên vai Đường Tuấn. Đường Tuấn không khỏi bật cười, thì ra là bởi vì như vậy. Nhưng mà với thế lực của thú hoang cổ đại ở thành La Phù này, chính anh hỏi thăm tin tức của đệ cửu mạch như vậy, quả thật rất dễ gây sự chú ý của đối phương. Không thể trả lời. Đường Tuấn lắc đầu. Hoang Vô Dục nhướng mày, một cỗ tức giận hiện lên giữa hai hàng lông mày. Thanh niên ngồi bên cạnh Hoang Vô Dục cười nói, Vô Dục, xem ra thanh danh của anh không đủ vang dội, nên tên nhóc này cũng không sợ anh. Hoang Thái Tức, nơi này còn không tới lượt anh nói chuyện. Hoang Vô Dực hừ lạnh một tiếng. Hoang Thái Tức, thiên tài tuyệt thế của thú hoang cổ đại đệ nhị mạch. Tu vi của anh ta giống như Hoang Vô Dực, đều đạt tới động hư cảnh trung kỳ, nhưng bởi vì nguyên nhân thể chất của thú hoang cổ đại, có thể cùng người tu hành động hư cảnh hậu kỳ đánh một trận. Hoang Vô Dực trầm giọng nói, nhân tộc, tôi cho anh một cơ hội nữa, nói ra mục đích của anh, nếu không sẽ chết. Chương 3007. Đường Tuấn lại lắc đầu lần nữa. Anh muốn chết. Hoang Vô Dục đột nhiên quát lớn. Bàn tay anh ta lật lên, che đầu Đường Tuấn. Đường Tuấn lắc đầu, thở dài, cần gì phải làm như vậy chứ? Anh đưa tay bắt lấy bàn tay của Hoang Vô Dục. Những người hầu kia thấy thế, đều cười lạnh không thôi. Tuy rằng thú hoang cổ đại am hiểu nhất là tinh thần lực, nhưng dù sao cũng là yêu thú, sức mạnh thân thể mạnh hơn rất nhiều so với nhân tộc cùng cảnh giới. Tên này lại dám cùng Hoang Vô Dục vật lộn, không phải muốn chết sao? Nhưng trong đầu bọn họ vừa hiện lên ý niệm này, thì bàn tay của Hoang Vô Dục đã phát ra một tiếng rắc rắc, cả cánh tay bị Đường Tuấn bắt đến vặn vẹo. A! Hoang Vô Dục phát ra tiếng gào thét thống khổ. Anh ta biết mình khinh địch, vội vàng nhìn về phía Hoang Thái Tức, quát thực lực của người này rất siêu phàm, cùng nhau ra tay trấn áp anh ta. Ánh mắt của Hoang Thái Tức cũng trở nên nghiêm trọng gật đầu. Tinh thần lực màu trắng bạc từ trong mi tâm của hai người hiện lên. Hai cỗ uy năng to lớn đồng thời tràn ngập khắp nơi. Thú hoang cổ đại tự hào nhất chính là tinh thần lực, tuy rằng tinh thần lực của Hoang Vô Dục và Hoang Thái Tức còn chưa đạt tới cấp 8, nhưng cũng chênh lệch không xa. So đấu với tinh thần lực của tôi. Đường Tuấn thấy thế, chỉ cười nhạo một tiếng. Ngay khi anh hơi suy nghĩ, một luồng tinh thần lực càng thêm to lớn trào ra. Từng đám, cỗ tinh thần lực này vừa xuất hiện. Nhất thời đã trấn áp tinh thần lực của Hoang Vô Dục Hoang Thái Tức trở về. Không chỉ như thế, tinh thần lực giống như thực chất, trấn áp hai người nằm sấp trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích. Chương 3008, còn có thể làm sao bây giờ? Trong sân trở nên tĩnh mịch, những người hầu vốn chế giễu Đường Tuấn đều trở nên khiếp sợ. Ánh mắt hung tàn của Câu Minh ở một bên, quát lên, còn không buông hai vị thiếu gia ra. Ngón tay Đường Tuấn búng lên. Câu Minh lập tức ngã xuống đất, ông ta bất tỉnh nhân sự. Một ít người hầu vốn còn muốn âm thầm ra tay, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh này, đều vứt bỏ loại ý niệm này ra khỏi trong đầu. Bây giờ Đường Tuấn cũng đã bước vào động hư cảnh trung kỳ, còn Câu Minh là động hư cảnh trung kỳ hoàn toàn không phải là đối thủ của anh. Tinh thần lực của Đường Tuấn đè nặng lên Hoang Vô Dục cùng Hoang Thái Tức, còn mình thì tự mình ngồi xuống, nói, vốn dĩ tôi định rời đi. Hết lần này tới lần khác các người tự mình tìm tới. Hoang Vô Dục cùng Hoang Thái Tức nghe vậy, trong lòng tức hận, đặc biệt là Hoang Vô Dục. Thật ra cho dù Đường Tuấn hỏi thăm tin tức của đệ cửu mạch, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ, nhưng Hoang Vô Dục hết lần này tới lần khác muốn biểu hiện trước mặt Hoang Thái Tức một chút, nên đã tìm tới Đường Tuấn. Không nghĩ tới biểu hiện không thành, ngược lại còn mất đi thể diện lớn như vậy. Đây hoàn toàn là ăn no rực mỡ. Không có chuyện gì nên tìm việc. Nếu buông tha cho các người như vậy, hành tung của tôi sẽ bại lộ, tôi xem. Ánh mắt Đường Tuấn ngưng lại. Trong lòng Hoang Vô Dục cùng Hoang Thái Tức đồng thời lục bục một chút, bọn họ vội vàng nói, anh à, chúng tôi cam đoan sẽ không tiết lộ hành tung của anh. Chuyện hôm nay, chúng ta coi như chưa từng xảy ra. Đường Tuấn nhất thời hài lòng cười, anh cũng không có bao nhiêu thù hận với bộ tộc cổ hoang thú. Nên anh cũng không muốn vô duyên vô cớ xảy ra xung đột. Anh buông lỏng sự trấn áp tinh thần lực ra, Hoang Vô Dục cùng Hoang Thái Tức nhất thời khôi phục tự do. Hai người đứng lên, ánh mắt kinh hãi nhìn Đường Tuấn, kinh ngạc nói, anh à, vừa rồi đó là tinh thần lực cấp 8 sao? Đường Tuấn khẽ gật đầu,
nói, nhớ kỹ những gì hai người vừa nói. Nói xong, Đường Tuấn đã biến mất không thấy, tuy rằng tòa phủ đệ này có trận pháp bảo vệ, nhưng đối với Đường Tuấn mà nói, giống như cũng không có vật gì. Hoàng Vô Dục cùng Hoàng Thái Tức liếc nhau, bọn họ đều thở dài. Làm sao bây giờ? Hoàng Vô Dục hỏi. Hoàng Thái Tức cười khổ, nói, còn có thể làm sao bây giờ? Tinh thần lực cấp 8, cho dù là bộ tộc chúng ta, cũng chỉ có tộc trưởng đạt tới loại cảnh giới này. Nếu anh không muốn chết, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra đi. Anh ta thấy trên mặt Hoàng Vô Dục lộ ra biểu tình không cam lòng, nên trầm giọng nói, Hoàng Vô Dục, tốt nhất anh hãy nghe lời tôi. Tinh thần lực cấp 8, anh hẳn là biết nó có ý nghĩa gì. Trừ phi bộ tộc chúng ta phải trả cái giá đắt, nếu không hoàn toàn không thể giết chết đối phương. Chương 3009, anh à, anh tìm tôi có chuyện gì sao? Vì vấn đề mặt mũi của hai người chúng ta, mà anh cảm thấy bọn tộc trưởng sẽ làm như vậy sao? Ngoặc kép. Hoàng Vô Dục cười khổ, anh ta cũng chỉ có thể gật đầu. Chỉ là hai ngày nay người này đều hỏi thăm chuyện của đệ cửu mạch, hy vọng anh ta không có liên quan gì với đệ cửu mạch thì tốt. Hoàng Vô Dục bỗng nhiên nói. Hoàng Thái Tức cười nhạt một tiếng, nói, hẳn là không có khả năng. Dù sao rất lâu trước kia đệ cửu mạch cũng là đệ nhất mạch, nếu như không phải xuất hiện chuyện của Hoàng Cửu Hỏa kia, thì chỉ sợ bây giờ bọn họ vẫn là đệ nhất mạch rồi. Nếu như bọn họ có được hậu thuẫn mạnh mẽ như này, thì bọn họ đã sớm xoay người rồi, cần gì phải đợi đến bây giờ chứ? Hoàng Vô Dục gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, nói, dựa theo tình huống hiện giờ của đệ cửu mạch, chỉ sợ không lâu nữa, sẽ bị đá ra khỏi bộ tộc chúng ta thôi. Hoàng Thái Tức khinh thường nói, một mạch với bọn họ vốn đã là sỉ nhục của bộ tộc chúng ta rồi. Đường Tuấn rời khỏi thành La Phù, một mình đi tới Đan Hà Cảnh. 3 ngày sau, anh đã đến Đan Hà Cảnh. Đan Hà Cảnh cũng không phải là một tòa thành trì, mà là một khu đồng bằng trống trải và có một cái sông lớn từ trong đó xuyên qua. Mà thú hoang cổ đại đệ cửu mạch ở vị trí trung tâm của vùng đồng bằng này, gần với Đại Hà. Từng tòa nhà tương tự như những tòa nhà nằm ở khắp nơi trên đồng bằng tại địa cầu, nhưng so với nhà bạt thì lớn hơn gấp mấy lần, ở giữa càng tràn ngập trận pháp. Những phòng ốc này chính là nơi ở của những người trong đệ cửu mạch. Đường Tuấn đi tới bên ngoài, lập tức có người cảnh giới của thú hoang cổ đại tiến lên hỏi thăm. Khi Đường Tuấn nói tìm mạch chủ của bọn họ, người của thú hoang cổ đại kia không khỏi nhìn anh một cái, nhưng vẫn dẫn Đường Tuấn đi vào một tòa lều trại khổng lồ ở giữa. Đường Tuấn nhíu mày, thú hoang cổ đại đệ cửu mạch gần như không có quy tắc gì. Hơn nữa cái người phụ trách cũng chỉ mới có tu vi hợp thể cảnh trung kỳ, cũng không tính là cao. Dưới sự dẫn dắt của người thú hoang cổ đại này, Đường Tuấn rất nhanh đã gặp được mạch chủ của đệ cửu mạch. Đó là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt kiên nghị, ở bên cạnh ông ta, còn có một người đàn ông trẻ tuổi cùng một cô gái. Căn cứ theo tin tức Đường Tuấn biết được, người đàn ông trung niên này tên là Hoang Tàn Phong, chính là mạch chủ của đệ cửu mạch. Anh à, anh tìm tôi có chuyện gì sao? Giọng nói của Hoang Tàn Phong có chút khách khí, không có uy nghiêm làm mạch chủ. Đường Tuấn nhìn xung quanh, anh có chút do dự. Chương 3010 hy vọng anh không từ chối. Cái gì? Tiếng khiếp sợ vang lên khắp lều trại, Hoang Tàn Phong mạnh mẽ đứng lên, thất thanh nói, thật sao? Hoang Cửu Hỏa. Đối với người của đệ cửu mạch mà nói, có ý nghĩa phi phàm. Sự thật của trận chiến năm đó, chỉ có đệ cửu mạch hiểu rõ. Nếu như không phải có Hoang Cửu Hỏa, thì bây giờ bộ tộc cổ hoang thú đã sớm bị diệt sạch. Tuy rằng Đường Tuấn không biết rõ những chuyện này, nhưng từ sóng tinh thần anh có thể biết bọn họ không có lòng căm thù đối với Hoang Cửu Hỏa, không giống Hoang Vô Dục cùng Hoang Thái Tức. Anh thả thi thể của Hoang Cửu Hỏa ra, đám người Hoang Tàn Phong nhìn thi thể trước mắt. Bọn họ đều yên lặng rơi lệ, có một số ông lão nhắm hai mắt lại, sắc mặt tràn đầy bi thương. Đường Tuấn ở một bên lặng lặng nhìn. Một lúc lâu sau, Hoang Tàn Phong mới thu hồi thi thể của Hoang Cửu Hỏa, ông ta trịnh trọng khom lưng hành lễ với Đường Tuấn, nói cảm ơn anh. Những người của thú hoang cổ đại khác trong lều trại cũng đồng thời hành lễ với Đường Tuấn, vẻ mặt chân thành tha thiết. Sau khi cảm ơn, trong tay Hoang Tàn Phong xuất hiện một hạt châu tỏa ra mùi thuốc. Ông ta đưa hạt châu đến tay Đường Tuấn, nói anh đã đưa thi thể cửu hỏa tiền bối về, chúng tôi không có gì báo đáp, chỉ có thể đưa cho anh dược châu này,
hy vọng anh không từ chối. Hành động này của Hoang Tàn Phong làm cho sắc mặt của mọi người trong lều trại hơi thay đổi, cô gái kia muốn lên tiếng, nhưng lại bị người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh ngăn cản. Dược châu vừa vào tay, Đường Tuấn đã cảm giác được từng đợt khí lạnh lẽo chui vào trong cơ thể, làm cho tâm trạng anh yên tĩnh lại. Hoang Tàn Phong giải thích, hạt châu này là do chúng tôi dùng nước đan hà tinh luyện, có thể phụ trợ tu hành, không phải là bảo vật gì, hy vọng anh không nên ghét bỏ. Đường Tuấn nhận dược châu, trịnh trọng nói cảm ơn. Dược châu quả thực là có thể trợ giúp việc tu hành, nhưng hiệu quả rất yếu, Đường Tuấn thân là bác sĩ, tác dụng của dược châu đối với anh lại càng không đáng kể. Nhưng dù sao cũng là tâm ý của người ta, Đường Tuấn cũng không tiện từ chối. Lúc này Hoang Tàn Phong mới nhớ tới còn không biết tên Đường Tuấn, hỏi xong mới nói, anh Đường, nếu như anh không có việc gì, có thể ở chỗ chúng tôi vài ngày, để chúng tôi chiêu đãi anh. Đường Tuấn suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Đường Tuấn đồng ý, Hoang Tàn Phong rất vui mừng, nụ cười vô cùng chân thành, không có một chút dối trá. Hoang Tàn Phong nói, người đâu, dẫn anh Đường đi nghỉ ngơi, lát nữa tôi tự mình chiêu đãi. Đợi đến khi Đường Tuấn rời đi, ý cười trên mặt Hoang Tàn Phong mới chậm rãi thu lại, ánh mắt lộ ra vẻ đau đớn, nói, chuẩn bị một chút, tôi muốn hậu táng cho Cửu Hỏa Lão Tổ, dựa theo lễ nghi cao nhất của chúng ta. Mấy trưởng lão khẽ gật đầu, cũng rời đi chuẩn bị những việc liên quan. Lúc này trong phòng chỉ còn lại Hoang Tàn Phong cùng hai người con của ông ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 3010.